Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục Truyền hình An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công an thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều biện pháp nhân rộng mô hình điểm chữa cháy công cộng ban đầu tại khu dân cư, tổ dân phố, giúp người dân tận dụng được nguồn nước, hạ tầng trụ nước, hệ thống chữa cháy gần nhất để có thể xử lý nhanh nhất những vụ cháy tại các kiệt hẻm. Với quyết tâm ngăn chặn không để xảy ra mất an ninh trật tự tại trung tâm thành phố, Công an quận Hải Châu đã và đang phát hiện xử lý nhiều vụ việc thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí gây náo loạn trên đường phố, khiến người dân thành phố lo lắng. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 20 tháng 8, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến quán triệt các luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã được kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 thông qua đến các điểm cầu công an trên cả nước. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đà Nẵng có Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an thành phố dự cùng công an các đơn vị địa phương trực thuộc Công an thành phố. Theo đó, 4 luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được Quốc hội thông qua bao gồm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Cảnh vệ, Luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Đây là các luật có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của lực lượng công an nhân dân và tác động lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Thông qua hội nghị nhằm phổ biến, tuyên truyền toàn diện, sâu sắc nội dung cơ bản của 4 luật và những vấn đề cần lưu ý khi triển khai thực hiện, đặc biệt là những điểm mới quan trọng mà công an các đơn vị địa phương cần lưu tâm và phổ biến đến tận cán bộ chiến sĩ. Qua hơn 4 tháng triển khai cuộc thi viết, tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam, ngày 20 tháng 8, công an thành phố tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì buổi lễ. Theo đó, 8 cá nhân, nhóm tác giả được khen thưởng đến từ các đơn vị Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Ma túy, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Công an thành phố, Công an quận Thanh Khê, Công an quận Hải Châu. Đặc biệt, bên cạnh những cá nhân tập thể được khen thưởng, trong lực lượng công an nhân dân còn có tập thể Tổ dân phố 30 phường Hòa Phát và công dân Nguyễn Xuân Văn, sinh năm 1948, phường Hải Châu 1 đã có bài dự thi viết tay dù đã 76 tuổi. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố, trưởng ban tổ chức cuộc thi, chúc mừng những cá nhân tập thể đạt kết quả cao, đồng thời biểu dương vai trò trách nhiệm của các đơn vị trong ban tổ chức cuộc thi với tinh thần quyết liệt, sát sao đã tham mưu tổ chức cuộc thi thành công tốt đẹp. Thưa quý vị, Đà Nẵng đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng. Trước tình hình đó, Công an thành phố Đà Nẵng cũng triển khai nhiều biện pháp nhân rộng mô hình điểm chữa cháy công cộng ban đầu tại khu dân cư, tổ dân phố để giúp người dân tận dụng được nguồn nước, hạ tầng trụ nước, hệ thống chữa cháy gần nhất để có thể xử lý nhanh nhất những vụ cháy nổ xảy ra, giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, nơi có số lượng kiệt hẻm khá dày đặc, những ngày hè nóng bức, nguy cơ về cháy nổ càng tiềm ẩn phức tạp. Trước thực tế đó, người dân của phường Tam Thuận đã cùng nhau sáng chế các phương tiện chữa cháy có thể thuận lợi di chuyển vào sâu các kiệt hẻm khi sự cố cháy nổ xảy ra. Ở khu dân cư 11 ở hiện nay là có 550 hộ thường trú, mà đa số ngôi nhà là người ta sống ở trong những kiệt hẻm nhỏ, rất là nhỏ. Cho nên anh em ở khu dân cư mới nhận thấy rằng nếu như mà nó có cháy nổ xảy ra thì cái xe chuyên dụng nó vào rất khó. Từ cái suy nghĩ như vậy cho nên là anh em mới thiết kế ra cái xe chữa cháy mini này. Từ những hậu quả cháy nổ xảy ra trên cả nước, ý thức người dân về phòng cháy chữa cháy trong các kiệt hẻm ở Đà Nẵng đã dần nâng cao. Tuy nhiên, với đặc thù kiệt hẻm nhỏ, cách xa đường lớn, các phương tiện chữa cháy chuyên dụng rất khó tiếp cận, thì những giải pháp như lắp đặt thêm trụ nước chữa cháy hay tận dụng nguồn nước tại các cơ sở kinh doanh gần nhất sẽ giúp các địa phương tăng khả năng xử lý cháy nổ ban đầu, ngăn chặn nguy cơ cháy lan, cháy lớn. Nếu như mà không có những cái trụ nước nằm sau trong kiệt hẻm này thì cái lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy gặp rất là nhiều khó khăn. Tại vì trong mỗi khu dân cư nằm sau trong kiệt hẻm này là nó sau đến là tầm khoảng là 400, 500, có khu lên đến 700 mét mới vào đến nơi, đến vị trí của đám cháy. Việc triển khai các cái hỏng nước này rất là tốt trong cái công tác phòng cháy chữa cháy, kịp thời nhanh chóng đưa cái lượng nước đến
và điển hình là chúng tôi cũng đã từng sử dụng các cái hậu nước này để mà xử lý các cái vụ cháy xảy ra trên địa bàn quận Thanh Khê. Rà soát và lắp đặt thêm các trụ nước chữa cháy trong các kiệt hẻm cùng việc nhân rộng mô hình điểm chữa cháy công cộng ban đầu, Công an thành phố Đà Nẵng hy vọng mỗi người dân đều hiểu và chung tay hưởng ứng để có thể tận dụng tốt nhất khoảng thời gian vàng dập tắt các đám cháy ngay khi phát hiện. Chúng ta tiếp tục tuyên truyền, làm mạnh đẩy mạnh cái này để cho mọi người dân thấy được cái nguy hiểm của cháy ở khu dân cư, mà ở đó lực lượng chuyên nghiệp không thể tiếp cận, khó tiếp cận và phát huy được cái lực lượng tại chỗ. Trong đó có xây dựng cái điểm chữa cháy công cộng, rồi điểm chữa cháy công cộng ban đầu, rồi cái tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy và chính quyền địa phương hiện nay cấp quận là đang lắp đặt các cái trụ nước đi sâu vào trong kiệt hẻm để khi có sự cố xảy ra thì phát huy phương châm 4 tại chỗ. Thời tiết tại khu vực miền Trung cũng như thành phố Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, đặc biệt trong các kiệt hẻm, khu nhà trọ với mật độ dân số đông. Bên cạnh việc chủ động bố trí các thiết bị, cơ sở hạ tầng để chữa cháy hay nhân rộng các mô hình, thì mỗi người dân cần chủ động công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không để cháy nổ có cơ hội xảy ra. Tiếp theo là phần tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê vừa vào cuộc truy xét bắt giữ đối tượng Ngô Xuân Cường, 21 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình, hiện trú ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, đã đột nhập vào tiệm cầm đồ trộm cắp 3 xe máy trị giá gần 200 triệu đồng chỉ trong một đêm. Trước đó, trưa ngày 18 tháng 8, nhận được tin báo của một chủ tiệm kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn phường Xuân Hà về việc bị kẻ gian đột nhập vào kho chứa xe cầm đồ trên đường Nguyễn Tất Thành lấy trộm 3 xe máy. Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận đã khẩn trương có mặt, triển khai các biện pháp truy tìm thủ phạm. Đến 19 giờ cùng ngày, đối tượng Cường được mời làm việc tại cơ quan công an. Qua đấu tranh, Cường thừa nhận do thua lỗ trong việc đầu tư tiền ảo nên cầm cố xe máy cho tiệm cầm đồ nói trên để có tiền trang trải. Sau đó thuê thợ mở khóa kho để lấy đi 3 xe máy, trong đó có xe máy của Cường. Hiện công an quận Thanh Khê đã truy thu 3 xe máy và các tang vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Ngày 21 tháng 8, Công an phường Phước Ninh, quận Hải Châu thực hiện kiểm diện đối tượng sau cai đối với Đặng Nguyễn Phúc Bình, 44 tuổi, trú trên địa bàn. Tại nơi ở, công an phường phát hiện Bình và hai thanh niên khác có biểu hiện nghi vấn nên mời tất cả về trụ sở làm việc. Qua thử test, cả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tiếp tục khám xét trên người của Bình, công an phường phát hiện 8 gói giấy bên trong chứa tinh thể màu trắng cùng một số tiền mặt. Bình khai nhận số tinh thể chính là heroin được mua về phân chia và bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Được biết, Bình từng có tiền án và tiền sự liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy nhưng không hối cải lại tiếp tục tái phạm. Chiều ngày 20 tháng 8, nhận thông tin có một người bị nạn mắc kẹt dưới gầm xe ô tô tại đường lên bán đảo Sơn Trà. Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Sơn Trà cùng các phương tiện đến hiện trường. Lúc này nạn nhân đang bị mắc kẹt tại gầm xe phía sau trong tình trạng đa chấn thương. Sau đó, chỉ huy cứu nạn cứu hộ đã tổ chức cố định xe khách, sử dụng thiết bị gối hơi, túi nâng, kích thủy lực để nâng gầm xe, tạo khoảng hở để cứu người bị nạn. Khoảng 10 phút sau, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được người bị nạn thoát ra an toàn để chăm sóc y tế. Nạn nhân là người mang quốc tịch Hàn Quốc, 32 tuổi. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí gây náo loạn trên đường phố, hoang mang trong dư luận nhân dân. Với quyết tâm ngăn chặn không để xảy ra mất an ninh trật tự tại trung tâm thành phố, Công an quận Hải Châu đã và đang phát hiện, xử lý nhiều vụ việc nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và cảnh tỉnh với số thanh thiếu niên này. Đây là hình ảnh mà camera an ninh ghi lại trên tuyến đường Bạch Đằng, quận Hải Châu. Hàng chục thanh thiếu niên mang theo hung khí tổ chức đánh nhau, gây náo loạn đường phố. Gần đây nhất, cơ quan điều tra Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 thanh thiếu niên trú tại thành phố Đà Nẵng về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, cả nhóm lấy 6 cây dao tự chế giấu ở khu vực Măng Quang, vừa chạy xe vừa giơ hung khí để ra oai, chụp hình và quay clip. Những người không có hung khí thì nhặt vỏ chai bia dọc đường. Khi qua cầu sông Hằng, cả nhóm phát hiện 6 thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy. Nhóm Huy dàn hàng ngang, phóng xe tốc độ cao, lạng lách, nẹt bô, đánh võng, vượt đèn đỏ, giơ hung khí để dọa. Tần ném vỏ chai bia khiến nhóm 6 người hoảng sợ bỏ chạy. Tiếp đó cả nhóm chạy vào trung tâm thành phố.
Theo công an quận Hải Châu, nhóm này tụ tập lên đến hơn 60 người, đi trên khoảng 40 xe máy, lôi kéo thêm nhiều thanh thiếu niên đi đường tham gia gây rối, mang theo hung khí, chạy xe tốc độ cao, gây rối an ninh trật tự, nguy hiểm cho người đi đường, đe dọa người khác. Đa số các đối tượng này là tuổi còn rất nhỏ, cho nên là cũng hoạt động rất là liều lĩnh, manh động và liên lạc với nhau thông qua các cái mạng xã hội. Cho nên là cái việc mà xâm nhập như nắm tình hình để phòng ngừa từ xa rất là gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an. Lãnh đạo công an quận Hải Châu cho biết, từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát hình sự đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, đồng thời khởi tố 9 vụ với gần 100 bị can liên quan đến các hành vi gây rối trật tự công cộng. Điển hình là vụ án 15 năm tù cho tổng cộng 9 thành viên tham gia vụ án Nguyễn Thị Kim Chi cùng đồng bọn gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, được Tòa án Nhân dân quận Hải Châu tổ chức xét xử lưu động tại nhà hát Trương Vương, Đà Nẵng. Phiên tòa đã thu hút đông đảo thanh thiếu niên và người dân đến xem để tìm hiểu pháp luật. Chúng tôi tiếp tục song hành cùng với việc phòng ngừa là công tác đấu tranh. Chúng tôi đã tập trung đấu tranh triệt để. Đồng thời với cái việc này, trong thời gian tới chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với viện sát và tòa án để trong cái việc là xử lý, và quan điểm của chúng tôi là phải xử lý nghiêm đối với các loại đối tượng này để mục đích nhằm răn đe. Với quyết tâm cao là không để địa bàn quận trung tâm mất an ninh trật tự, kiên quyết xử lý các đối tượng có hành vi quá khích, đặc biệt là các em trong độ tuổi vị thành niên. Quận Hải Châu đã phối hợp với nhà trường và gia đình tăng cường giáo dục pháp luật, kết hợp với răn đe xử lý nghiêm để cảnh báo, ngăn chặn những hành vi tương tự. Đến đây, chuyên mục truyền hình An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.